Không hay rồi. Neron đang dùng nỗi sợ để mở cánh cổng địa ngục. Vậy tôi cần huy động mọi nguồn ma lực có thể. Nhóm huyền thoại tập hợp. Đến lúc trình diễn rồi. Cùng quẩy nào. 3 2. Được rồi. 1. Chiến thôi. Đón xem tập cuối của Huyền thoại tương lai phần 4, phát sóng cùng ngày với Mỹ vào lúc 9 giờ tối thứ ba trên kênh Wonder TV. Đây chính là cách kết thúc một nhiệm vụ huyền thoại. Hòa nhịp với các series siêu anh hùng đỉnh cao của Wonder TV trên các hạ tầng MyTV, FPT, HTVC, các ứng dụng Internet OTT, Click TV, FPT Play, HTVC, Mobile TV, MyTVNet.